Dạ vâng, Audio Đạt Gò Vấp xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Audio Đạt Gò Vấp. Và bữa hôm nay anh em mới về được một con đài cassette huyền thoại, dạ, đó là dòng Sony CBS-1145S, dạ. Như quý vị có thể thấy là máy còn khá đẹp, dạ. Em quay cận cảnh chi tiết của máy. Cái chữ Megabass nó âm ở trong luôn, dạ. Nằm ở phía trong. Còn chữ Sony còn rất đẹp, dạ. Kim cơ nằm ở trên. Cái phần chữ còn rất sáng, dạ. Em quay phía sau của mình. Ở đây là phía sau, dạ. Đây là dây loa. Và dây nguồn em đang để chế độ là 220V này, dạ. Đây là cần chuyển điện ở đây, dạ. Anten của máy. Dây loa, chắc loa. Máy sản xuất tại Tokyo, Japan, dạ. Còn rất đẹp và liền lạc, dạ. Dạ vâng, quý vị nào có nhu cầu và sở hữu là em qua số điện thoại 0938 303 454 Đạt Gò Vấp. Rất mong nhận được sự đăng ký kênh từ toàn thể quý vị và các bạn. Quý vị muốn đăng ký kênh sẽ nhận được những video bên Audio Đạt Gò Vấp sớm nhất có thể, dạ. Bây giờ em sẽ quay chi tiết của máy. Rồi đây là phần radio của máy thì là full 108, bắt được tất cả các đài của Việt Nam. Đây, cái phim cơ nằm ở trên còn rất là sáng. Đây, các lựa chọn như băng đài AM và FM, nút tuning để dò đài ở đây, dạ. Đây là nút volume tổng. Đây cửa băng cassette, dạ. Bên trong còn rất là đẹp. Máy có 5 cần chỉnh equalizer hoạt động rất là tốt, dạ. Đây là ba lăng cân bằng loa trái và loa phải. Các chế độ chọn như là tap, radio và line in kết nối thiết bị từ bên ngoài vào. Và cái con Sony CFS-1145 thì có cộng line in nằm ở phía trước rất là thuận tiện, dạ. Dòng Megabass này cho ra chất âm rất là hay và bass đây rất là chắc. Bây giờ em sẽ đi vào cái phần mà test tất cả các chức năng của máy. Đầu tiên em sẽ test đoạn nhạc của nam ca sĩ Trường Vũ. Và em chọn chế độ tap rồi. Và em bấm play đây, dạ. Đây, bấm nút play đây. Từ lúc em đi từng cánh hoa yêu đương bỏ bên đời, bàn tay ngón tay tìm mỗi thở dài, lời yêu gió bay. Auto và đảo chiều, dạ. Em bấm lên đảo chiều băng. Đó, đảo chiều băng. Đó, đảo ngược lại. Yeah.
em test lại cái phần radio của máy, radio đang nghe là trên đây vậy. Radio này 1.8 luôn vậy, bass sóng rất là tốt, mình rất là nhiều đài. Tiếp tục đầu tư khởi các công trình môi trường, nhất là các công trình cải thiện môi trường cảnh quan, các mặt bằng sản sau đây. Nó được hưởng theo quyết định, theo tôi nhớ thì theo quyết định là 111 của Thủ tướng Chính phủ ban hành từ năm 1985 đấy. Những trường hợp này nếu như em tôi xin tư vấn lại với bác, nhà bác hỏi lại cho cán bộ lao động xã bác đang sinh sống ấy, thì trường hợp này là bố của bác đang hưởng theo chế độ nào nếu... Dạ vâng, cái phần mà tác vào radio hoạt động rất là tốt rồi dạ. Còn cái phần mà CD và line in đây thì chúng ta chỉ việc cắm dây vào đây là kết nối điện thoại này gắn lên trên đây là sẽ hết bình thường thôi. Dạ vâng, quý vị là có nhu cầu sở hữu lạp em qua số điện thoại 0938303454 đặt cọc gốc, rất mong nhận được sự đăng ký kênh từ toàn thể quý vị và các bạn. Quý vị bấm nút đăng ký kênh sẽ nhận được những video bên audio đặt cọc gốc sớm nhất có thể nha. Em sẽ kết thúc phần video trình bày ở đây. Em xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn.